Không có gì mà sợ cả. Tốt. Thì cái này theo kinh nghiệm thôi thì để con cũng muốn ăn thì mình cá. Không biết nữa thì ta lấy mình lấy. Cái này lạ. Thấy này lạ quá lạ. Lần đầu tiên luôn. Thì em lấy về em để cho coi nó có lạ gì không. Chứ đâu có làm gì đâu. Dám uống không? Không dám.